Luật sư Tuyết Ngọc đã lên tiếng trên dòng trạng thái cá nhân của mình. Xin mời cô chú, anh chị và các bạn xem hết video để nghe luật sư nói về vấn đề gì và cũng như phiên tòa diễn ra như thế nào, chị Hồng Loan như thế nào, tòa phán ra sao. Xin mời cô chú, anh chị và các bạn mình theo dõi ạ. Dạ, Tài xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Tối hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2024. Em đang có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để chia sẻ và cập nhật cho quý cô chú, anh chị và các bạn mình về hình ảnh chị Loan cũng như là chị Ni, luật sư Tuyết Ngọc sẽ về thành phố Hồ Chí Minh cả nhà sau khi phiên tòa đã kết thúc. Cô chú, anh chị mình lưu ý nha. Hôm nay là 24 rồi, 25, 26 sẽ là quốc tang sẽ diễn ra. Thì cô chú anh chị mình có vui thì cũng phải vui vừa vừa thôi nha, đừng có vui quá để ảnh hưởng và cũng như là xảy ra những chuyện đáng tiếc. Phía bên kia họ chê, họ cười mình ha quý cô chú anh chị. Cả ngày hôm nay thì có rất là nhiều cô chú anh chị mình đó làm mong chờ, trông chờ, gọi là trông chờ về cái vấn đề là tin tức của chị Hồng Loan, tin tức từ Hà Nội gửi về thành phố Hồ Chí Minh để biết được cái kết quả của cái phiên tòa giải quyết vụ tranh chấp, không phải nói gọi là tranh chấp nữa mà là đòi lại danh dự ha quý cô chú anh chị, đòi lại danh dự của và cũng như hình ảnh của ba Hồng Loan. Thì phiên tòa đã gọi là thắng toàn tập, thuộc về Hồng Loan rồi quý cô chú anh chị. Cả nhà mình cũng vui ha, rất là vui luôn. Có nhiều khán giả nói như thế này nè, từ sáng tới giờ không ăn không uống rồi, cũng như là công ăn việc làm coi như là bỏ, hầu như là bỏ qua một bên. Chỉ ngồi chờ đợi lướt những nền tảng mạng xã hội để xem tin tức thôi cô chú anh chị. Có khán giả hỏi như thế này thì em không biết là có đúng hay không. Ủa vậy thì từ nay kênh của cái chị Oxin đó với cô cháu ruột, cô cháu họ Lê đó hết được đăng hình của chú hả ca ca, sao tôi thích quá trời. Thì những cái hình ảnh đó từ trước tới giờ thì đã có đăng rồi, bây giờ tháo xuống đúng không cô chú anh chị. Cô xin giữ rất là nhiều hình ảnh và những cái video clip rất là nhiều của chú Năm, thì chắc có lẽ là sẽ bị tháo xuống trong tương lai ha cả nhà. Và tiếp theo em muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình một thông tin mà chị Tuyết Ngọc, luật sư Tuyết Ngọc mới vừa chia sẻ luôn cả nhà, rất là hay luôn. Luật sư Tuyết Ngọc mới chia sẻ nha, đây để em tìm cho đây. Luật sư Tuyết Ngọc phải nói là một chị luật sư có bản lĩnh cả nhà, rất là phúc hậu. Luật sư có chia sẻ cách đây khoảng 15 phút nha, kết thúc phiên tòa 19 giờ 9 phút luôn cô chú anh chị. Đặt vé nhưng không cùng chuyến với lại Mớm và Ni, Nguyễn Thị Minh Thái vô hết vé. Ba chị em chạy sắp mặt ra sân bay cho kịp đu cánh máy bay về vì mai còn đăng để đi công chuyện. Luật sư Tuyết Ngọc có chia sẻ như thế này nè cả nhà. Kết thúc phiên tòa là 19 giờ 9 phút, đặt vé nhưng không cùng chuyến với Mớm và Ni, Nguyễn Thị Minh Thái vô hết vé. Ba chị em chạy sắp mặt ra sân bay cho kịp đu cánh máy bay về vì mai còn đăng đê công chuyện. Cửa số 5 mới chịu à. Ngày hôm nay rất là tuyệt. Các em ở nhà nay đi tòa cũng ca cái khúc ca Khải Hoàn. Hồi trưa các bạn nhắn tin báo trên group hồ sơ và chúc nó chiều nay hoàn thành nhiệm vụ. Tem tâm quan luôn làm nó yên tâm. Lúc tòa tiên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, luật sư nín thở và vỡ òa. Khi tòa tiên tới đoạn tuyên bố công nhận bà Võ Thị Hồng Loan là con hợp pháp của ông Võ Văn Ngoan, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, là người có quyền quản lý đối với toàn bộ quyền nhân thân và giá trị nhân thân của ông Võ Văn Ngoan, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, liên quan đến người nào muốn sử dụng các giá trị nhân thân của ông Võ Văn Ngoan, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh phải được bà Võ Thị Hồng Loan đồng ý. Luật sư nhìn Mớm, làn da Mớm trắng nên thấy sống mũi Mớm đỏ lên, mắt rưng rưng, mắt rưng rưng chảy nước mắt ha cả nhà. Luật sư gật đầu kiểu muốn nói bình tĩnh em nha, chắc chưa bao giờ em bé Mớm xúc động như lúc đó khi được nghe câu con gái hợp pháp của ông Võ Văn Ngoan. Khoảnh khắc này rất là tuyệt vời. Hà Nội ngày 24 tháng 7 năm 2024, ghi để nhớ, pháp lý không tách rời đạo lý. Đó, cô chú anh chị thấy không? Chị luật sư Tuyết Ngọc chia sẻ rất là cặn kẽ và cũng như là chi tiết luôn quý cô chú anh chị. Tòa đã tiên ha, tòa đã tiên và cũng như là nói rằng Hồng Loan là con hợp pháp của ông Võ Văn Ngoan,
được toàn quyền quyết định và cũng như là toàn quyền quản lý đối với toàn bộ quyền nhân thân và giá trị nhân thân của ông Võ Văn Ngoan, có nghĩa là hình ảnh và video clip của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thì chị Hồng Loan có quyền theo quý cô chú anh chị. Và tiếp theo là luật sư có chia sẻ rằng là luật sư ra máy bay là cái cửa số 5. Phải nói là cái con số 5 này là nó con số 5 trùng hợp, cái con số 5 may mắn, cái con số 5 đem lại tài lộc ha quý cô chú anh chị. Rất là tuyệt vời luôn cả nhà ơi, rất là tuyệt vời ha. Đó, ở đây thì có khán giả hay là học trò của chị nói như thế này nè. Dạ, sáng nay tòa tuyên xử đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bạn Thư ạ. Sau 10 ngày sẽ có bản án ạ. Chúc mừng các bạn, chúc mừng Tâm Quang nhé. Chúc mừng các em nhé, báo cho khách hàng mừng nha. À, đây là những dòng tin nhắn của tin nhắn riêng của chị Tuyết Ngọc với lại một chị gái khác cả nhà. Chắc có lẽ là một người phụ trách gì đó hay quý cô chú anh chị. Dưới đây thì em đọc một số bình luận ha cả nhà, để cho cô chú anh chị mình các bạn có thể tham khảo ha. Đầu tiên là nhà báo Song Minh: cảm ơn luật sư Tuyết Ngọc đã chu toàn cho Ni và Loan. Quá là tuyệt vời đúng không cô chú anh chị? Hàng triệu trái tim luôn cô chú anh chị ơi, thả cho luật sư Tuyết Ngọc. Cảm ơn bé luật sư xinh đẹp nè, cảm ơn luật sư Tuyết Ngọc mãi đỉnh. Cảm ơn luật sư đã làm việc hết mình. Cảm ơn luật sư bảo vệ con gái của chú Vũ Linh. Chúc thật nhiều sức khỏe và luôn thành công hơn nữa. Rất là tuyệt. Các chị ơi, cảm ơn trời đất phù hộ. Em cảm ơn chị đã đồng hành với bé mớm. Cảm ơn chị, mãi yêu chị. Cảm ơn chị luật sư Ngọc rất là nhiều. Chúc chị luôn an vui, công tác tốt nhé. Cảm ơn đã đồng hành với bé Loan. Cảm ơn luật sư, chị vừa có tài, có đức. Chúc cho chị luôn may mắn thành công hơn nữa ạ. Thật là tuyệt vời luật sư ơi. Cảm ơn luật sư Tiết Ngọc và tập thể văn phòng luật sư Tâm Quang đã đồng hành với Ni, Hồng Loan. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nhé, yêu thương. Cảm ơn luật sư Ngọc. Đa phần là những câu nói cảm ơn cả nhà. Đọc lại bài viết của luật sư mà tôi cũng vậy, muốn khóc luôn á, chứ nói về chị Hồng Loan ha cô chú anh chị. Đó là khán giả nói ha cả nhà. Thật sự mà nói là một ngày hôm nay là một ngày rất là vui. Luật sư nhớ từng chi tiết ha. Kết thúc phiên tòa là lúc 19 giờ 9 phút. Đặt vé máy bay ra là cổng số 5 luôn ha cả nhà. Phải nói là cái khúc vui mừng nhất là tòa đã tuyên bố rằng công nhận bà Võ Thị Hồng Loan là con hợp pháp của ông Võ Văn Ngoan. Thì cô chú anh chị mình từ cái bước điểm này, cả nhà mình nhớ nha, từ cái chỗ này là tòa đã tuyên án, tòa đã tuyên bố công nhận Hồng Loan là con của ông Võ Văn Ngoan là hợp pháp tại tòa án quận Cầu Giấy, Hà Nội, là về cái vụ việc là giành lại danh dự và cũng như là hình ảnh của cố nghệ sĩ. Thì cô chú anh chị mình cứ liên tưởng tới tòa án thành phố Hồ Chí Minh, thì cái giấy là con hợp pháp thì chắc chắn sẽ được công nhận đúng không cô chú anh chị? Tại vì ở Hà Nội thì đã nói rồi, đã tuyên là đã chấp nhận rồi, thì ở thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn là sẽ được chấp nhận nữa, cả nhà mình cứ yên tâm ha. Và cái vụ việc ở tòa án thành phố Hồ Chí Minh thì cả nhà mình chờ đợi kết quả sẽ chiến thắng nữa ha cả nhà. Đây là lần đầu tiên về vấn đề hình ảnh và cũng như là danh dự của Hồng Loan, cũng như là lấy là hình ảnh của cố nghệ sĩ. Cả nhà cũng biết rồi. Cái gì của mình thì nó thuộc về mình thôi cô chú anh chị. Cho dù cố tranh giành đi chăng nữa thì cũng không được gì đâu. Sau khi mà chị Ni công bố là thắng toàn tập á, thì má Tư cũng có chia sẻ rằng á, là cái hình ảnh là cái huy chương. Còn anh Tý á, thì anh Tý thì chia sẻ cái hình ảnh mà lúc chuẩn bị rắp mộ đó cô chú anh chị. Cả nhà mình còn nhớ không ạ? Đó là hình của một người dắt tay một đứa trẻ. Thì cô chú anh chị mình nghĩ đi, cố nghệ sĩ rất là linh thiêng ha cả nhà, cũng như là Bắc Năm rất là linh thiêng. Anh Tý có năng nói rằng á, cái gì của vua là của vua, khi vua không còn thì thuộc về con của vua, đơn giản là như vậy đúng không cô chú anh chị? Không cần phải bàn cãi cái điều gì nữa, chúng ta cần phải xác minh xác nhận điều đó là đúng ha cả nhà. Còn chị Bích Trâm á, thì chị nói rằng như thế này: mẹ ve con ve cháu ve, còn tiền mua quần hay không? Mua quần để đội cô chú anh chị, nếu không có thì cứ im bắp cho chăm ha. Thật sự mà nói, mà tới bây giờ cô chú anh chị em vẫn còn đọc nhan nhản trên những cái comment á, rải rác đâu đó thì vẫn còn có một số con ve con nó đi gọi là đi gào thét mà đi dãy cả nhà, gọi là giống như là những phút cuối mà hấp hối vậy đó, kêu gào là không tin được, nói là chị Ni tung tin giả, tung tin ảo để đánh lừa mọi người. Thôi kệ, nói gì nói ha quý cô chú anh chị, chúng ta hãy xác minh rằng, xác nhận rằng thông tin thắng toàn tập là chính xác. Nhà báo Xuân Minh có chia sẻ như thế này nè cả nhà: Hồng Loan, Hồng Ni, luật sư Tuyết Ngọc đã chiến thắng phiên tòa BH Media.
của Sera hãy trả lại cho Sera, của chính chủ trả về cho chính chủ. Chúc mừng luật sư Tiết Ngọc và cả nhà số 5 Đoàn Thị Điểm nè. Nó quá là tuyệt vời đúng không cô chú anh chị? Ngày hôm nay thì nhà báo Xuân Minh cũng đang mong chờ. Và một tin vui thì em cũng chia sẻ đến quý cô chú anh chị mình chia sẻ lại ha. Hồi nãy thì em có chia sẻ rồi á. Chú Ngân Tấn, nghệ sĩ Ngân Tấn á, cũng đã có nói rằng là chú sẽ sáng tác một bài hát tặng cho chị Hồng Loan vào cái ngày 27 tháng 7 là tại sân khấu ca nhạc Trống Đồng đó quý cô chú anh chị. Thì chú cũng chờ đợi cái phiên tòa ở Hà Nội diễn ra xong xuôi rồi chú mới có một cái cảm hứng gì đó, chú cho thêm vài câu gì đó vào để trong cái bài hát của chú. Thì cả nhà mình mua vé vào ngày 27 tháng 7 để đi xem coi cái chú Ngân Tấn tạo cho chúng ta cái gì bất ngờ và cũng như cái đặc biệt như thế nào, bài hát nó ra sao vào cái ngày 27 tháng 7 nha cả nhà. Tại vì chú cũng chưa có tiết lộ cũng như là chưa có cho chúng ta biết thông tin bài hát đó như thế nào, nội dung nó ra sao ha. Nhưng mà chú cũng mong chờ là cái phiên tòa ở Hà Nội đó rồi chú mới sáng tác xong ha. Còn một đoạn ngắn nữa thì em cũng được biết như vậy ha. Bùm Bùm thì cũng có chia sẻ, em khóc luôn rồi, bác thiên lắm, số 5 mãi đỉnh. Đó, gia đình số 5 bây giờ thì còn ba anh em, Mỹ Mỹ, Bùm Bùm và Hồng Loan ha cô chú anh chị, nương tựa với nhau. Chị Hồng Loan thì còn có chỗ vừa đó là anh Hải. Cô chú anh chị, cả nhà mình cứ yên tâm ha. Tương lai thì còn ở phiên tòa ở thành phố Hồ Chí Minh nữa thôi. Đó là những gì mà em muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình ha. Hãy tin tưởng vào luật sư Tiết Ngọc, tin tưởng vào công ty luật sư Tâm Quang ha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo ạ. Cảm ơn cả nhà mình. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ để theo dõi video mới nhất từ kênh Tài 66 Vlog nha. Cảm ơn cả nhà.